Là đến với kênh Mr. Zero, chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Nếu để bình chọn đâu là trận đấu hấp dẫn và điên rồ nhất mùa vừa qua tại châu Âu, chắc chắn nhiều cổ động viên sẽ không ngần ngại mà bỏ phiếu cho trận thư hùng điên hết phần thiên hạ giữa Manchester City và Real Madrid tại bán kết Champions League. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua diễn biến hai trận đấu lượt đi và về của màn đụng độ đỉnh cao đó để xem liệu nó có xứng đáng trở thành trận chiến đau tim nhất không nhé. Let's go! Lượt đi. Khi khán giả có mặt tại sân vận động Etihad còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì chủ nhà Man City đã nổ ngay phát súng đầu tiên. Phút thứ hai, Kevin De Bruyne có pha chọn vị trí và đánh đầu thông minh khiến mảnh lưới Real Madrid rung lắc cực mạnh. Bây giờ Kevin De Bruyne ghi bàn tằng tằng, các ông lại bảo lạ lắm, không có quen. Thế thì tiền vệ người Bỉ quay trở lại nhiệm vụ kiến tạo quen thuộc vậy. Nhất ông Gabriel Jesus nha, được mồi bóng đến tận vòng cấm thế này rồi mà không ghi bàn nữa thì hơi bịp nha. Trận đấu mới trôi qua 11 phút mà bị Man City thông cho hai nháy, chắc chắn Real Madrid cần thức tỉnh ngay để lấy lại vị thế ông hoàng C1 của mình. Thế nhưng còn chưa kịp dồn lên tấn công, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha suýt chút nữa bị Man City cho ăn thêm cộng hành nữa. Cũng là rung lưới đấy, nhưng Riyad Mahrez lại sút ra ngoài trong tư thế thuận lợi, chút nữa là có thể đóng hòm Real rồi. Real Madrid bắt đầu chính thức đáp trả này. David Alaba mở hàng bằng cú lắc đầu thiếu một chút chính xác nữa là ăn đẹp, kênh trắng bắt đầu hy vọng. Và rồi sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Real cũng đã có điều mình cần. Phút 33, Karim Benzema với cú volley quyết đoán đã rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn một bàn. Hai một cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên. Sang đến hiệp 2, một lần nữa Mahrez lại khiến cho hàng thủ Real Madrid chao đảo. Một pha dùng tốc độ qua người đầy khôn ngoan, thế nhưng cú dứt điểm lại chỉ đưa bóng đi trúng cột dọc. Xác nhận trận này, ngôi sao Algeria hơi bị nhỏ nha. Riyad Mahrez có thể đen, nhưng được cái đồng đội của anh thì không như vậy. Tiếp tục lại là một pha đánh đầu. Tài năng trẻ Phil Foden đã khiến cho thủ thành Thibaut Courtois lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Quả không hổ danh nhà vô địch nước Anh. Đã thế này thì thầy Pep Guardiola bên ngoài cứ phải gọi là vỗ tay sung sướng hết nấc. Nếu như Man City có dàn tấn công đồng đều và đông đảo, thì Real Madrid lại sở hữu những nhân tố luôn trong trạng thái có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào. Và còn ai ngoài thánh gánh tim Vinicius Junior trở thành cứu tinh cho Real nữa đây? Chỉ mất đúng 2 phút sau bàn thắng của Foden, Vinicius bằng tốc độ như một chiếc xe công thức 1 đã tốc biến rất nhanh để áp sát khung thành Man City. Và khi đã làm được cái bước khó rồi, thì đến cái khúc dễ là tung cú sút kết liễu chắc chắn nằm trong sự vô đối của Vini. Tỷ số lúc này được rút ngắn còn 3-2. Rõ ràng việc liên tục dẫn cách biệt xong rồi lại để cho Real rút ngắn khoảng cách đã khiến thầy trò Pep cảm thấy không vui. Vì vậy các cầu thủ Man City tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm thêm một lần nữa lấy lại lợi thế dẫn hai bàn. Bộ trưởng Zinchenko đã ngã rất đẹp rồi, phần còn lại xin được dành cho Bernardo Silva. Một cú ra chân quá hiểm hóc nên dù cho có đứng ngay đấy thì thủ thành Courtois vẫn hoàn toàn trôn chân chịu thua. Những tưởng với lợi thế cả về mặt tỷ số, tâm lý thi đấu, thời gian và được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Man City sẽ bảo toàn được thắng lợi 4-2 cùng cách biệt hai bàn làm vốn. Thì vào phút 82, Laporte đã có một pha để bóng chạm tay trong vòng cấm không thể vô duyên hơn. Trọng tài chính không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Real lại một lần nữa có cơ hội rút ngắn cách biệt. Và Karim Benzema, tiền đạo đang trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp, đã cho thấy đẳng cấp khi thực hiện một quả Panenka chuẩn xác ấn định tỷ số 4-3 cho trận lượt đi. Dù thua, nhưng Real vẫn tràn trề cơ hội khi cách biệt chỉ là một bàn mong manh. Lượt về,
trở về thánh địa Santiago Bernabeu lại còn trong thế buộc phải thắng. Real Madrid lập tức dâng cao đội hình lên tấn công nhằm phủ đầu các vị khách đến từ nước Anh. Karim Benzema liên tục được trao cơ hội, nhưng mà đáng tiếc những pha kết liễu của mèo lười đang đi hơi thiếu chính xác. Bên phía Man City, việc chơi theo chiến thuật co cụm phòng ngự bảo toàn tỷ số chưa bao giờ là phong cách của họ. Vì thế nên các nhà vô địch nước Anh vẫn dàn xếp tấn công sòng phẳng. Kevin De Bruyne lại có pha dứt điểm từ xa nhằm thử tài người bạn từng thân Thibaut Courtois. Ngoài De Bruyne, Man City còn sở hữu quân bài tấn công mang đột biến cao là Bernardo Silva. Chính ngôi sao Bồ Đào Nha là cái tên tiếp theo đặt khung thành Real Madrid vào thế báo động. Hiệp 1 kết thúc khi không có bên nào ghi được bàn thắng. Sang 45 phút tiếp theo, suýt chút nữa Real Madrid đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tiếc thay, Thánh Vinicius lại dứt điểm hơi ẩu trong thế không có ai kèm, lại còn ngay sát khung thành Man City. Tấn công nhiều nhưng mà chưa được hiệu quả, Real Madrid đã phải trả giá theo đúng quy luật nghiệt ngã trong bóng đá. Phút 73, Riyad Mahrez gần như đã đóng sập mọi hy vọng tiến đến trận chung kết của đoàn quân Carlo Ancelotti khi xuất sắc xé toang màn lưới kèn kèn trắng. 1-0 cho Man City trong trận lượt về và nới rộng tổng tỷ số lên thành 5-3. Real Madrid cần ít nhất 2 bàn nữa để đưa trận đấu về vạch xuất phát trong bối cảnh chỉ còn 15 phút nữa. Và đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Rodrigo Goes đã ghi bàn để níu kéo những hy vọng mong manh dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Rồi điều được coi là thần kỳ cũng như điên rồ nhất cũng đã xảy ra. Kế hoạch bảo toàn chiến thắng của Man City bị phá sản ngay lập tức khi Rodrigo bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ thành Ederson hoàn toàn chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. 2-1 cho Real Madrid, tổng tỷ số được cân bằng 5-5. Niềm vui sướng của toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện Real Madrid gần như vỡ òa. Một bom tấn kinh điển thì luôn cần có một cái kết và nhân vật kết thúc đỉnh cao. Vậy thì còn ai xứng đáng đảm nhận trọng trách cao cả ấy bằng Karim Benzema? Chỉ mất 2 phút đầu hiệp phụ, tiền đạo người Pháp đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và cũng chính mèo lười lạnh lùng thực hiện thành công quả 11m, đưa Real Madrid chính thức vượt lên dẫn trước 6 năm sau 2 lượt trận. Lúc này tinh thần của Man City đã bị kéo xuống tận đáy, cho nên dù còn gần như nguyên 30 phút thời gian hiệp phụ, nhưng các nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh đã không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài đã vang lên và Real Madrid chính thức trở thành đội bóng thứ hai góp mặt trong trận chung kết Champions League. Một trận đấu thực sự điên rồ và cảm xúc, phải không mọi người? Real Madrid đúng là không hổ danh trùm cuối Champions League mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.